Chào tất cả mọi người, Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Tân Quy Đông, một khu dân cư rất là đẹp. Tổng quy mô của khu dân cư này là khoảng gần 20 hecta. Và hôm nay là Phước Sửu đang có mặt tại một trong những công viên thuộc khu dân cư Tân Quy Đông. Và mọi người cùng theo chân Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp tại khu dân cư Tân Quy Đông này nhé. Rồi bắt đầu mình cùng di chuyển đến căn nhà này. Khi anh chị dự kiến mua một cái lô đất tại quận 7 nhưng mà chưa nghĩ đến vấn đề xây dựng thì anh chị có thể quan tâm một cái sản phẩm bất động sản bên bất động sản tiềm năng đang chào bán. Đó là một dãy trọ gồm 8 căn nhà mặt tiền đường số khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Diện tích 14,4 nhân cho 20. Tổng diện tích là 204 mét vuông, được xây dựng gồm 8 căn nhà và cho thuê từng căn. Như quý anh chị đã nhìn thấy, một căn nhà ở đây thì thiết kế gồm một trệt, một lầu và một phòng ngủ. Trong căn nhà thì có toilet bên trong và vị trí nằm trên một cung đường rất là đẹp của khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, nơi mà xe cộ nè lưu thông qua lại rất là gần, nằm trước một cung đường gọi như là hoàn thiện 100% và không bao giờ có tình trạng cập ngập nước. Với khu dân cư này, quý anh chị có thể chọn đây là một nơi sinh sống an cư lâu dài, bởi vì ở đây là được bảo vệ 24/24 và khu dân cư này ba mặt giáp sông nên cực kỳ thoáng mát. Với căn nhà này doanh thu hơn 40 triệu một tháng. Nếu mà mình tính một bài toán, khi mà mình sở hữu cái sản phẩm này, mình hỗ trợ vay ngân hàng, thì đây là một cái dòng tiền để cho quý anh chị có thể vay ngân hàng với một cái mức thu nhập cực kỳ ổn định. Để có nhiều thông tin hơn nữa về cái căn dãy trọ khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, anh chị hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới để Phước Sửu tư vấn đầy đủ tất cả những cái thông tin về căn nhà trọ này nhé. Pháp lý, sổ hồng hoàn công đầy đủ, mua bán thì anh chị có thể là được hỗ trợ vay ngân hàng đến 70-75% giá trị của căn nhà. Còn chần chừ gì nữa, hãy inbox ngay cho Phước Sửu nhận thông tin của căn này để chọn làm một nơi gọi là đầu tư sinh lời và sau này xây dựng một căn nhà để ở tuyệt vời tại khu dân cư Tân Quy Đông. Anh chị cần thêm thông tin về khu dân cư Tân Quy Đông hoặc có cần ký gửi mua bán những sản phẩm tại khu dân cư Tân Quy Đông, quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh, Nam Sài Gòn, hãy inbox ngay cho Bất Động Sản Tiềm Năng. Phước Sửu xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Rồi, Phước Sửu cùng với cả nhà mình đi tìm hiểu khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7 ha. Tại đây thì có hơn 500 hộ dân đang gọi là sinh sống và làm việc tại khu dân cư Tân Quy Đông. Khu dân cư Tân Quy Đông thì có mặt tiền là đường Nguyễn Hữu Thọ và còn ba mặt còn lại là giáp sông. Bên nó là rất là thoáng mát và như mọi người nhìn thấy thì khu dân cư Tân Quy Đông này là có rất là nhiều cây xanh và nhìn qua phía bên kia là Phú Mỹ Hưng và dọc theo hai bờ sông là một trong những cái công viên rất là mát mẻ, cũng là lá phổi của quận 7. Khu dân cư Tân Quy Đông có khoảng 19 hecta và trong đó bao gồm rất là nhiều nhà phố nè, shop house nè và những căn biệt thự đơn lập, song lập nằm sát bờ sông. Tiện ích nội khu và ngoại khu của khu dân cư Tân Quy Đông thì hiện tại ở đây có rất là nhiều trường học, có trường học Đinh Bộ Lĩnh nè, trường học Nguyễn Thị Thập và rất là nhiều cái cửa hàng mua sắm Bách Hóa Xanh và những cái siêu thị GS25 tại khu dân cư Tân Quy Đông luôn. Một vị trí của khu dân cư Tân Quy Đông này rất là thuận tiện. Từ cái vị trí này thì chỉ khoảng 50 đến 100 mét và tất cả cư dân ở đây thì ra trục chính của đường Nguyễn Thị Thập, là một cung đường mua bán rất là sầm uất tại quận 7 và kết nối đến đường Nguyễn Hữu Thọ đi cầu Kinh Tẻ qua quận 4 và quận 1 khoảng 1 cây số, qua đại lộ Nguyễn Văn Linh đến trung tâm
quận 7, khu đô thị Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 2 cây số. Khu dân cư Tân Quy Đông quận 7 thì rất là gần nhiều bệnh viện như là bệnh viện Pháp Việt nè, bệnh viện Trung Tâm Đức nè, bệnh viện quận 7 nè, và rất là gần Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tài chính Marketing và rất là nhiều trường đại học quốc tế cấp 1, 2, 3 cận kề Phú Mỹ Hưng. Một khu dân cư rất là đẹp và hệ thống an ninh gọi là 24/24, được tất cả những cái camera và những cái chốt bảo vệ 24/24, làm cho quý khách rất là yên tâm khi mà mình sở hữu và ở tại cái khu dân cư Tân Quy Đông